Thực ra là con chó ấy, nó là một con động vật mà nó cảm nhận được cái trường khí dương tốt. Tức là chúng ta phải nói như vậy thì mới chuẩn. Có nghĩa là nó rất là nhạy cảm với cái trường khí dương. Hoặc có những ngôi nhà mà khi các bạn đến ấy, mà các bạn muốn biết xem là trong nhà đó có, tức là có vong hay không ấy, thì các bạn có thể dẫn một con chó đến. Nếu như một con chó nó vào trong ngôi nhà, nó vẫy đuôi rồi nó vui vẻ rồi nó... Chào các bạn, có một anh khách hàng của tôi Hà Nội, anh có nhắn hỏi một câu hỏi cũng rất là hay mà tôi làm video để chia sẻ với các bạn. Anh có hỏi là có phải là nuôi chó đen tuyền là tốt không? Họ bảo chó là mang tính dương. Có nghĩa anh này là anh đang muốn đi mua một con chó để nuôi nhà, để trong nhà. Đấy thì anh có đang chọn thì anh cũng nhắn tin cho tôi. Đấy, có nghĩa là bên tư vấn chó thì họ bảo là nuôi chó đen thì tốt hơn các màu kia. Đấy. Thực ra thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về chó hay là về mèo đúng không ạ? Thực ra ấy, là con chó ấy, nó là một con động vật mà nó cảm nhận được cái trường khí dương tốt. Tức là chúng ta phải nói như vậy thì mới chuẩn. Có nghĩa là nó rất là nhạy cảm đấy, với cái trường khí dương. Thậm chí là có những cái ngôi nhà nhé, có những cái mảnh đất hoặc có những ngôi nhà mà khi các bạn đến ấy, mà các bạn muốn biết xem là trong nhà đó có, tức là có vong hay không ấy, thì các bạn có thể dẫn một con chó đến. Nếu như một con chó nó vào trong ngôi nhà, nó vẫy đuôi rồi nó vui vẻ rồi nó mừng rỡ, thì ngôi nhà đó là cái mảnh đất, cái khí của đó là nó khá là ok, khá là được. Đấy, tuy nhiên nếu như một con chó nó vừa vào trong nhà rồi nó lại chạy ra ngoài, hoặc nó lại cứ sủa inh ỏi lên, thì ngôi nhà đó là nó đang có vấn đề. Đấy, có nghĩa là người ta có thể dùng chó để mà cảm nhận được về cái trường khí của một căn nhà. Đấy, động vật nó rất là nhạy cảm. Đấy, chó thì thường nó cảm nhận được về trường khí dương nó tốt. Thậm chí là ví dụ như là con chó ấy, mà các bạn để ý mà nó hay nằm ở cái vị trí nào ấy, thì cái vị trí đó nếu mà có công cụ kiểm tra đo thì vị trí đó là cái trường năng lượng dương nó rất là tốt. Đấy, năng lượng dương nó cao. Đấy, còn ngược lại ấy, thì con mèo này nó lại khác. Con mèo thì nó lại khả năng cảm nhận cái trường khí âm tốt. Ví dụ như cái chỗ nào con mèo nó hay lui đến, nó hay nằm đến, hay ngủ ở đấy ấy, thì là chỗ đó thì có khả năng là cái trường khí âm nó sẽ, tức là trường khí nó sẽ thấp hơn so với những cái vị trí khác nếu như chúng ta có công cụ để đo đạc kiểm chứng. Đấy. Và có một câu hỏi nữa, anh bảo là nuôi chó đen, có phải nuôi chó đen thì là tốt hơn không? Thực ra là chó nào thì cũng như vậy thôi. Thực ra là tôi nghĩ rằng là tâm lý thì mọi người thì là hay sợ chó đen đúng không ạ? Đấy, hay sợ chó đen vì vậy mà có thể là như vậy thì nó sẽ trông nhà được tốt hơn chẳng hạn. Ví dụ như là trộm vào mà nhìn thấy chó đen thì nó cũng cũng sợ hơn đúng không ạ? Đấy. Có nghĩa là chó và mèo hay là động vật thì đặc biệt là chó mèo thì nó có khả năng là cảm nhận được cái trường khí dương và trường khí âm nó tốt hơn. Đấy. Thì nuôi màu nào cũng được thôi, anh cũng không nhất thiết là phải, quan trọng là nuôi màu nào, thích màu nào thì nuôi màu đấy, tôi tư vấn cho anh như vậy. Nhân tiện ông anh hỏi câu hỏi rất là hay thì muốn chia sẻ lại với mọi người. Đấy, có thể ứng dụng vào động vật trong cái việc mà kiểm tra cả về về năng lượng của một cái ngôi nhà, về năng lượng của một cái mảnh đất đấy, tốt xấu như thế nào, làm sao. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.